Xin chào mừng quý vị, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Công CNC. Và trong video ngày hôm nay, Trung xin trân trọng giới thiệu tới quý vị một bộ sản phẩm mới của Việt Nam sản xuất bởi công ty khuôn chậu cảnh Công CNC. Đó là bộ chậu lục giác 70 đi kèm đôn bệ. Trước khi đi vào cái chủ đề chính thì Trung sẽ báo tin tới quý khách hàng đã mua cái bộ lục giác Trung Quốc 70 trước đây sẽ là chẳng có gì khi mà quý khách hàng không liên hệ lại, không phản hồi lại rằng: anh Trung ơi, sao cái bộ chậu lục giác 70 nó mỏng thế? Tại sao cái lòng trong mà chưa đổ được một lần nó đã bị bể rồi? Đấy, quý vị bỏ ra một số tiền cũng không hề nhỏ để sở hữu cho mình cái bộ chậu, nhưng nó không vừa lòng quý vị thì chúng tôi là những người cung cấp cũng rất áy náy và thông cảm. Chính vì đó mà ngay từ lúc video này được phát đi, những khách hàng nào lúc trước mua lục giác 70 Trung Quốc có thể liên hệ lại với chúng tôi để chúng tôi tư vấn và đổi lại sản phẩm của Việt Nam. Đó là một cái tin vui cho những anh em mà đã tin tưởng và mua sản phẩm của Công CNC. Và ngay bây giờ tôi sẽ giúp các bạn biết rõ về cái thông số chính xác của cái bộ chậu lục giác 70 này, và xem ở trên cái bộ chậu lục giác 70 này ngày hôm nay của chúng tôi nó có những cái đặc điểm gì nổi bật. Đấy, vì là hàng nhà sản xuất cho nên là những cái thông số thì tôi đã nắm bắt hết trong đầu rồi, không cần phải lấy thước đo. Thế thì cái thông số miệng của nó là chính xác là phủ bì là 72 cm, và chiều cao chậu của nó là 50. Đấy, cái thông số chiều cao của chậu là 50. Như của cái anh Trung Quốc thì anh ấy làm mấy cổ lên nó hơi cao, còn của Việt Nam thì nó hơi thấp một tẹo, cho nên là nó có cái thông số là cao 50. Đấy, đây này, nhiều khách hàng vẫn cứ thắc mắc rằng là: anh ơi, nhựa Việt Nam nó có dày không? Đây này, tôi quay sát sản phẩm cho các bạn thấy này. Đấy, các bạn nhìn cái cạnh này là hiểu rõ nhất này này. Đó, rất là dày và cứng cáp. Đây này, đây là ở bên trong của nó. Ở trên cái bộ chậu 70 này thì ngày hôm nay ra mắt buổi đầu tiên, nhưng mà nó đã có hai họa tiết nha. Thứ nhất là họa tiết là cây trúc, và một họa tiết thứ hai đó là cây bung cúc. Hai cái họa cảnh này nó rất gần gũi với cả cuộc sống con người Việt Nam chúng ta. Đó, các bạn thấy không, hoa văn khoét ở trên đây rất là sâu, khoét rất sâu hoa văn ở trên tấm vỏ để tạo cho chúng ta một cái chậu nó có cái họa tiết thật là sắc nét và thật là nổi. Đấy, đấy là thông số của cái chậu. À, đây, cái đặc điểm trên cái chậu 70 đây này. Đây này, chúng tôi đã làm nó bằng nhá, chứ không phải là làm vát lên như là những cái bộ chậu tiềm nhiệt đi trước. Làm vát như này để tạo cho có một cái vẻ đẹp mới lạ, kèm theo đó là giảm sức lao động của các bác đi. Đấy, để cho các bác làm miệng nó rất là nhanh chóng. Đấy, còn đây là cái đôn bệ của nó nha. Chậu là phải có đôn nó mới đẹp, nhưng mà không bắt các bác phải mua cả chậu cả đôn đâu, bác nào mua lẻ cũng được. Đây là cái đôn, nó có thông số là cao 25 và cái đường kính miệng của nó là 45. Cái thông số đôn này thì
không những cây được cái chậu Việt Nam của chúng tôi sản xuất mà có thể là cây được cả cái chậu lục giác 70 của Trung Quốc. Đấy, cho nên là những cái bác nào mà đang sử dụng khuân của Trung Quốc thì cũng có thể mua cái đôn này. Thế thì tôi cũng báo giá luôn. Cái đôn này thì có cái giá là 1 triệu bao ship toàn quốc. Và đây là cái chậu. Chậu nhựa ABS là phải có lòng trong này. Cái bộ chậu này thì có giá là 1.800.000. Đấy, cái chậu là 1.8 triệu, cái đôn 1 triệu là cả bộ là 2.8 triệu nha. Có các bác xem video là không có nắm rõ nội dung xem là cứ đòi mua cả bộ 1.8 triệu. Đấy, phải nắm rõ nội dung chung truyền đạt. Đấy. Thế thì ngay từ lúc này thì các bác có thể là gọi điện tới số hotline của nhà mình 0395 234 789 hoặc 0394 234 789 để đặt hàng sớm nhất. Các bạn cũng có thể là comment bên dưới video để lại thông tin và số điện thoại. Chúng tôi sẽ tiếp nhận và sẽ phản hồi tới quý vị trong thời gian sớm nhất. Và bác nào muốn mua ở trên ba kênh thương mại điện tử thì cũng có thể vào đó mua. Sen Đỏ, Lazada, Shopee. Bây giờ thì nhà mình cũng có bán tất cả các sản phẩm khuôn chậu ở trên ba cái chợ điện tử đó rồi. Đấy. Nên là rất có nhiều sự lựa chọn mua bán. Thế thì bây giờ Trung sẽ lấy máy ghi hình và ghi xét vào cái họa tiết để cho quý vị và các bạn thấy rõ được cái nét đẹp và cái chiều sâu rõ ràng nhất của nó. Đây, bây giờ thì chúng sẽ kê thử cái chậu lục giác 70 của Trung Quốc lên cái đôn của nhà mình. Đấy, đây là cái chậu của Việt Nam nhà mình thì nó là rất tuyệt vời rồi. Bây giờ thì các bác là đừng có hỏi mua chậu lục giác 70 có họa tiết sen vịt hay là sen thiên nga nữa nhé, nó sẽ không còn bán đâu. Anh kê cho nó chuẩn vào xíu. Bây giờ là lục giác 70 của công CNC là chỉ có trúc với lại cả cúc thôi. Đấy. Đây là cái chậu lục giác 70 của Trung Quốc này. Nó là họa tiết sen vịt, sen thiên nga, nhưng mà không quan trọng. Quan trọng là nó kê lên rất là vừa vặn đây này. Đấy. Nhà mình sẽ không bán cái khuôn 70 của Trung Quốc nữa nhá. Nó mỏng lắm. Nó không có đảm bảo. Đây là cái miệng bằng trên lục giác 70, một vỉa đẹp rất là thanh thoát và nhẹ nhàng. Đó. Cái cổ nó không còn nhô lên cao nữa. Tạo cho ra một cái vẻ đẹp rất là mềm mại. Hình ảnh họa tiết cây trúc, chúng ta có thể bắt gặp cây trúc ở khắp mọi miền đất nước. Nó là hình ảnh tượng trưng của mùa hè, gợi cho Trung nhớ về cái kỷ niệm thời ấu thơ. Sẽ là rất tuyệt vời khi chúng ta được nghỉ mát dưới lũy tre làng giữa một cái buổi trưa nắng cháy. Giống trúc, giống tre nó tuy sống được cả ở những nơi khô cằn sỏi đá mà vẫn giữ cho mình cái tấm thân thẳng thắn và chắc chắn. Người đời cho rằng cây trúc là đại diện cho một đấng nam nhi mạnh mẽ, quyết đoán, xứng đáng là một anh hùng đội trời đạp đất. Đây là
hình ảnh cặp chim trống và mái đang rất tích cực lao động tìm kiếm bắt sâu, thể hiện cho một gia đình hạnh phúc. Và đây là họa tiết cây bông cúc trên bầu chậu lục giác 70 của chúng tôi. Cây cúc là hình ảnh biểu thị của mùa thu. Đấy, nhìn thấy cây bông cúc thì chúng lại nhớ tới một ý thơ: cứ mỗi độ thu sang, hoa cúc lại lở vàng. Những bông cúc vạn thọ tượng trưng cho sự ấm áp của ánh mặt trời, là khát khao cho một cuộc sống sung túc, giàu sang. Mỗi một họa tiết trên cái chậu 70 này nó mang rất nhiều ý nghĩa chân thực và đời thường trong cuộc sống. Chúng chúc quý vị các bạn có thật nhiều sức khỏe, luôn may mắn và thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.